Xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một chiếc đầu CD của hãng Yamaha. Nó có tên mã là CDX10. Cũng chẳng nói giấu gì các bác, trước đây là em lên một cái 3 thớt combo của cái bộ này, bao gồm thớt âm ly, thớt CD và một thớt làm cái nhiệm vụ giải mã. Khi lên 3 thớt thì cũng chẳng có dài nào ỏ ê gì cả. Em nghĩ em không có duyên bán những cái thứ đồ mà nó xếp lên thành bộ. Xưa này em có cái duyên bán đồ món, tức là những cái thứ nó cứ lẻ lẻ thì em bán lại dễ. Còn một khi mà em đã kỳ công mà xếp nó thành bộ thì nó lại rất chi là ế. Thế mới tài. Ngày hôm nay thì em quyết định tách cái thớt CD này ra bán rời với một cái giá tượng trưng, bởi vì giá này thì em lỗ vỡ mồm ra rồi, 880.000 kèm theo một cái remote xịn của Yamaha. Tuy là nó không đúng đời của đầu thế nhưng mà nó sử dụng được full tính năng luôn. Xin lưu ý đây là remote xịn của Yamaha nha, chứ không phải là remote trung cộng hay là remote học gì, đúng của Yamaha luôn. Nếu như là một bác nào đó sành về đồ ấy, mà là dân chơi tương đối cứng một chút thì mới biết đến danh của con Yamaha CDX10 này, còn mấy bác mà tay mơ chắc không biết được đâu, bởi vì nó đi theo một cái bộ khá là mắc tiền. Đủ bộ của nó rơi vào tầm khoảng xấp xỉ 10 triệu ở trong thời điểm hiện tại đây ạ. Con đầu này thì nó có cái size bề rộng là 2.18 cm. Nó sở hữu một cái mặt phay nhôm rất dày, chứng tỏ là cái lúc mà sản xuất ra cái loại series này là hãng Yamaha nó định hình nó ở cái phân khúc chất lượng cao. Chúng ta đã trải qua cái phần đoạn test, và như các bác biết rồi, từ năm ngoái đến năm nay khi bán ra những cái đầu CD ấy thì em chỉ bao ở mức tối thiểu thôi. Kể cả như con này, mắt mũi em test thấy nó chạy rất ngon, nhưng em chỉ dám bao điện vào nha, chứ không dám bao chạy. Lý do thì em cũng không dám chắc chắn là khi mà đóng gói gửi qua bên chuyển phát, cái hệ thống cơ khí nó có bị sổ lệch hay là không. Chính vì thế là em chỉ bảo có điện vào thôi, để tránh những cái khiếu nại không đáng có. Cái bác nào hiểu đồ, đó, đủ độ gan dạ và sẵn sàng chấp nhận rủi ro thì giao dịch.
Còn ông nào nhát quá thì thôi. Em xin nói thẳng như vậy, không có vòng vo tam quốc, không có dụ khị gì nhiều. Mặt mũi nó khá là đẹp đấy ạ. Một cái thiết kế khá là phong cách. Tất nhiên mà ngồi mà bới lông tìm vết, kiểu gì nó cũng có vết. Đặc trưng của đồ hàng bãi là như vậy. Yamaha CDX10 nó sẽ có hai phiên bản. Phiên bản sử dụng trong nước Nhật thì nó xài điện 100V. Còn con CDX10 trước mặt các bác đây là phiên bản xuất sang thị trường châu Âu. Nó xài điện 220V. Như vậy là nó có cái sự tiện lợi đáng kể đối với những ông mà bây giờ nhà đang xài toàn những thứ đồ 220V thì có thể ôm con này về, không lo cái chuyện cắm lộn điện. Chúng ta đã trải qua phần đoạn test và bây giờ em sẽ rút giấy bóng sen ra, chúng ta quay một chút ở phía sau nhìn cho nó rõ hơn. Cái mà em dám bảo đó là zin tuyệt đối, chưa sử dụng tại Việt Nam. Em xin nhắc lại, điện áp sử dụng là 220V, hàng được mang về từ châu Âu. Chúng ta sẽ xoay để nhìn. Và nó sử dụng thế hệ mắt là mắt 210, một trong những cái dòng mắt cũng tương đối là dễ kiếm tại Việt Nam. Rủi mà nó có yếu hoặc là nó không đọc, nó ngỏm chẳng hạn, thì cái vấn đề đi kiếm cái mắt 210 nó cũng dễ thôi, không khó khăn gì cả. Đây là sơ lược những cái con chip ở phần mặt trên. Xin lưu ý nó còn có chip ở phần mặt dưới nữa. Ở đây các bác nhìn thấy 4 con IC. Đây chính là 4 con IC ở phần giải mã âm thanh và xuất âm ra ngoài. Ở đây có 2 con tụ. Đây chính là 2 con tụ xuất âm ra đường bông sen này. Đó. Phải nói là đây là một cái thành phần mạch khá là tiêu chuẩn và mẫu mực. Đây là tăng phô nguồn, lọc nhiễu ký sinh đầu vào. Đây là ổn áp tụ lọc nguồn. Em đánh giá hàm lượng linh kiện của con này là tương đối tốt. Xét thêm theo mặt bằng chung của những con đầu đĩa CD thì bộ ruột này quá xứng đáng với tầm tiền. Chúng ta sẽ soi một chút về phía sau. Và đường xuất bông sen nó cũng được quẹt một tí vàng để tăng thêm cái độ chảnh chó nhé. Em cũng chưa cho răng vào cắn thử xem có phải vàng thật hay không, các bác cứ tạm tin đây là vàng. Chúng ta sẽ đọc qua cái thông số. Yamaha model CDX10 điện áp AC 230V, công suất tiêu thụ 15W. Yamaha Corporation Made in Malaysia. Số series nó hơi mờ, hơi khó đọc. Nhưng chắc cũng không cần đọc đâu, bởi vì em chỉ có duy nhất một cái, không có cái thứ hai. Ngoài cái khoảng xuất đường bông sen thì nó còn xuất ra bằng đường quang. Không khó để nhận thấy là đường optical out nó đang sáng lên. Chỗ này thì nó khoe ra là đạt một loạt những cái thứ chuẩn dành cho bọn Tây Lông ở bên châu Âu nha. Nói tóm lại là về các thể loại quy chuẩn thì nó dư thừa, giá thì bèo. Các bác có thể thấy cận cảnh cái mặt nhôm của nó rất chi là dày nha. Em xin nhắc lại, mắt 210 tất cả zin tuyệt đối, chưa sử dụng tại Việt Nam. Mắt 210 và điện 220V. Yên tâm, không sợ cắm lộn điện. Remote đây. Đẹp nha, xịn Yamaha. Và đây là nắp lưng. Nó cũng có chảy chớt cơ bản, nhưng mà được cái là không có gì xét gì. Như em đánh giá ấy, xét theo tiêu chuẩn hàng bãi ấy, thì con đầu đĩa này hoàn toàn có thể gọi là đẹp đi ạ, không hề xấu đâu. Bây giờ chúng nó bán mù, tức là bán ở trạng thái không bao điện, không biết sống chết như thế nào.
mà chúng nó đã bán cái thớt Yamaha CDX10 này với giá 1 triệu rồi. Đằng này em bán bao điện kèm theo remote xịn mà còn ở cái mức giá dưới 1 triệu, thì chỉ những ông mà hiểu về đồ thì mới biết đây là một cái kèo cực kỳ thơm nha. Phần trình bày của em đến đây đã xong, và bác nào có nhu cầu muốn sở hữu cũng như sẵn sàng chấp nhận rủi ro những cái thứ rủi ro như em đã trình bày ở trên thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.